không có thể nào tả nổi cái nét đẹp này nè mọi người ơi. Không thể nào tả nổi nét đẹp, mọi người phải tới đây. Đi đi rồi mới cảm nhận. Chúng ta xả nổi. Đây. Đi xuống bản mồ không thấy có thấy cái bản gì cả. À, nhưng mà bây giờ đi xuống tới dưới, đi dọc sông, đi bộ dọc sông để đi đi thuyền trên sông Nho Quế. Wow, đường xá ở đây còn hơi khó khăn nha. Xe này mà xe đoàn thì thôi bó tay. Đây xe phượt đi là dễ nhất. Bạn đi ngựa. À, đường này mà mưa thì thôi rồi. À, được đoạn này hoa gạo đẹp. Trên một con đường mòn, đây giờ gọi là đường mòn, đường đèo mà đường mòn chứ không phải là đường nhựa đẹp nữa. À, ở bản mồ, à, hồi Lệ Thu tưởng là bản mồ là một cái bản mà mọi người ở quây quần còn nhà rông, nhà cột, nhà rường á, nhưng mà bây giờ mọi người giàu quá rồi, toàn là lên nhà gỗ, nhà gạch hết rồi. À, nhưng mà con đường này thì mình sẽ đi xuống dưới có một cái cầu treo. À, sẽ chờ xem coi cầu treo như thế nào. Và từ đó sẽ đi bộ dọc theo sông Nho Quế đến một đến làng Tày hả? Làng gì? Chút xuống dưới rồi biết cái làng là tên làng. Rồi từ đó mới có thuyền chở đi dọc sông. À, nhưng mà một con đường khó đi nè, không có một cái bản đẹp mà truyền thống nè, nhưng mà lại bù lại là một con đường rất là đẹp. À, một cái dòng cung núi, dãy núi rất là đẹp và một dãy hoa gạo. Mùa này thì hoa đào và hoa mận đã hết rồi, chỉ còn lác đác, nhưng mà ngay đoạn này thì lại có một cái dãy hoa gạo rất đẹp nha mọi người. Ôi đỏ rực ở phía dưới này, quá đẹp luôn. Đẹp quá. Ô, hoa gạo mọc đầy dưới kìa. Hiểu tại sao cây này gọi là cây hoa gạo vậy? Không có liên quan gì tới gạo hết. Nhưng mà rất đẹp. Quá đẹp, quá đẹp. Thôi bây giờ thì Hồ Lệ Thu sẽ tiếp tục để đi xuống dưới, ở dưới chân núi, để đi dọc sông Nho Quế. Bây giờ mình đi ha. Bản mồ thì không có gì đẹp nha bạn nha mọi người. Nhưng mà cái cung đường đèo này thì lại rất đẹp. Mùa tháng 3 này là còn hoa gạo. Cung đường đèo này còn hoang sơ lắm. Ô, mọi người đang đi hiking. À, có mấy cái trail đi dọc núi hiking quá tuyệt vời. À, cung đường này là hôm qua giờ là cung đường duy nhất tôi thấy từ bản mồ đi xuống ha. À, là có hoa gạo rất nhiều, dọc rất đẹp. Hoa gạo đó. Quá tuyệt vời luôn. Đây một cuối. Ta cho con mọi người đang đi hiking. Thank you.
quá. Giữa đường Thiên Lý gặp sư phụ. Quỳ xuống chào đi, chào sư phụ đi Mr. John. Quỳ xuống, quỳ xuống. Đó, chỗ. Thôi đoạn đường này đẹp quá. Ê, trời ơi, sư phụ đi. Lăn con đã chưa? Trời con. Nó con nó hình như con đà con đầu đàn á. Ôi con nó là sư phụ sứ thiệt đó. Rồi đã chưa? Ui à ơi cưng. Rồi chiếc cầu treo. Wow, dòng sông xanh biếc. Cái cầu treo đẹp chưa? Dọc vừa xong là hoa gạo rất là đẹp. Vừa biết được đó là hoa gạo là sống rất là bền bỉ, rất là dễ sống và một cái sức sống mãnh liệt. Khi mà một cây vào đây kia. À, một cái cành cây mà nó gãy rớt xuống á. Cành cây tươi ấy. Cành cây tươi mà nó chưa bị khô ấy, rơi xuống đất nó vẫn có thể nảy mầm, nó lại mọc thêm cây lên cây khác được. Sức sống bền bỉ. Rất là bền bỉ. Vô biên luôn đó. Mà dọc cái bờ sông này thì hoa gạo đang rất là nhiều, rất là đẹp. Cho nên là em Chiến hướng dẫn cái tour này là đã chọn cái cung đường. Lúc đầu thì Hồ Lệ Thu nói ôi dồi ôi bản mồ có gì đâu mà đi, nhà thì thành nhà gỗ gì, nhà gạch nhà xây hết rồi không có gì. Nhưng mà thực ra là khi càng đi xuống thấy cái con đường đi càng thấy đẹp, và đi xuống tới cái cây cầu treo này rồi Hồ Lệ Thu sẽ đi dọc cái con đường mòn này, dọc bờ sông để mà chút nữa sẽ lên tàu. Sẽ chở dọc sông Nho Quế. Tuyệt vời. Bây giờ mình đi thôi. Cảm ơn em. Dạ. Thế là hẹn em ở đầu bên kia bến. Dạ. Đầu bên kia bến. Bến tàu. Dạ. Rồi. Ok. Là em bye ra bye. Đầu bến tàu. Đây, bây giờ theo con đường mòn này Hồ Lệ Thu sẽ đi. Theo con đường mòn này. Đi dọc sông, đẹp quá đẹp luôn. Đúng là con đường mòn này nãy mà bỏ qua cái này là hơi bị phí rồi. Đó, quá đẹp. Đây. Đây được vì ở đây là không có này, có cái group mà những người nước ngoài họ thường hay thích đi hiking á. Đây là một cái trail để họ đi. Xong cái con đường này họ lại đi lên trên núi dạ, từ đó thì họ hướng lớn hơn. Họ ngồi xuống. Picture will do justice. You have to be here in person. Huh? Đến xem cái cảnh. Look at blue. Look at blue. Tất cả rất là đẹp. Lát sẽ xuống tàu đi vô mấy cái giữa hai cái núi hai bên. Ok. Gorgeous. Ủa chú. Thank you God. Give us the, you know, thiên nhiên. Okay, so we have to preserve it. So.
Wow, wow. Đẹp quá, đẹp, đẹp quá. Mém tí xíu nữa là Hồ Lệ Thu bỏ lỡ mất cái đoạn đường này rồi. Mới đầu cứ nghĩ là đi bộ, rồi đi vào bản làng có cái gì hay ho đâu mà đi. Nhưng mà khi mà nghe nói là sẽ đi dọc bờ sông thì mình tưởng tượng một cái cảnh rất là đẹp. Và bây giờ đúng là cái quyết định mình đi là đúng. Còn nếu mà hồi nãy không đi là hối hận. Rất đẹp nha mọi người. Mọi người ai thích đi hiking thì đây là những cái trail rất là đẹp dọc sông Nho Quế. Đó, cảnh rất đẹp, núi hùng vĩ ở dưới này bờ sông Nho Quế thì xanh màu ngọc bích, đẹp ơi là đẹp. Wow, trên đỉnh núi kia giống như có cái người ngồi trở nên cái mặt á, nhìn xuống mình rồi. Ta à, không, nhìn giống con khỉ, cái mặt con khỉ. Quá. Wow. Thôi bây giờ mình sẽ đi tiếp vì đoạn đường cũng còn 30 phút. Ủa phải 3 phút ta, khoảng chừng nửa cây số gì đó. Rồi, những đoạn đường rất đẹp, đoạn đường nào đẹp thì Hồ Lệ Thu sẽ quay cho mọi người coi nha. Nhớ ai thích đi hiking thì đến Bản Mồ đi xuống, đến dòng sông Nho Quế đi dọc sông. Rồi lúc đó mình mới lấy thuyền đi về cái đầu phía bên kia bến thuyền để dọc đường sông mình đi trên sông cho nó đẹp. Có một người nào để xe đây đây. Nãy giờ mình đi cũng gần nửa cây số rồi, sắp sửa đến cái đoạn tàu để mình lấy tàu đi ra phía dài phía kia. Mình không muốn đi đầu khu này tại vì nước nó hơi cạn. Đi dọc đường thấy trời ơi, cái hùng vĩ vậy sợ, núi non mây không như trong tranh vẽ vậy đó. Ok, you gotta be here. Okay. Bye. Rồi đi tiếp Mr. John ơi. Oh. Wow, quá đã. Đến cái đoạn đường này hùng vĩ dễ sợ. Hồi nãy anh John anh mới nói You gotta be here. Tại vì anh đã quá. Anh đã quá mà đẹp yên tả luôn. Mình gần tới cái bến tàu rồi. Mà ngay cái đoạn này là núi non hùng vĩ. Đoạn đường này chỉ có chút xíu thôi mọi người ơi nha. Ai mà sợ đi bộ thì cũng đừng bỏ qua đoạn đường này. Không có dài đâu. Rất là dễ đi. Dễ đi lắm luôn mà đẹp lắm luôn. Cần phải dân hiking mà professional gì đâu, đẹp lắm. Thôi bây giờ Hồ Lệ Thu sẽ nhanh chóng đi xuống bến tàu để kịp mà lên tàu đi về đầu bến bên kia. Không thôi là trời tối rồi. Đoạn này quá đẹp, mọi người thấy nha. Rồi. Wow, đẹp quá. Quá trời đẹp luôn. Ngay cái đoạn điểm cuối đẹp quá. Oh my goodness. Đẹp quá luôn. Rồi, điểm cuối cùng để đến bến tàu. Nhưng mà là ngay một cái cấp đá quá đẹp. Không có thể nào tả nổi cái nét đẹp này mọi người ơi. Không thể nào tả nổi nét đẹp, mọi người phải tới đây. Đi rồi mới cảm nhận. Thật lạ lùng, đẹp quá. Rồi, đã đến bến tàu. Thuyền số 9. Mình chờ chiếc tàu số 32 rồi mình mới lên. Đẹp quá. Đẹp 32 vừa đúng luôn. Tàu vừa đến luôn. Tàu
mình vừa đến tàu số 32. Đẹp quá. Bắt đầu chuyến du hí trên dòng sông Nho Quế để ngắm nhìn đất nước Việt Nam mình đẹp muôn màu muôn vẻ ở khắp mọi nơi. Wow, khói lam chiều. Thank you.
Rồi Hồi Thu vừa xong một chuyến du hí trên sông Nho Quế. Phải nói là rất là đẹp, rất rất là đẹp. À, năm ngoái Hồ Lệ Thu có đi Pháp và đi đi cũng đi thuyền trên ở cái thung lũng Gorge de Vergon ở trên núi. Đó là một cái nơi nổi tiếng trên thế giới. Nhưng mà hôm nay khi mà Hồ Lệ Thu đi trên thuyền trên sông Nho Quế của Hà Giang, Việt Nam mình thì ô là là không có thua gì Gorge de Vergon. Mà tôi nghĩ là ngang ngửa nhau đó chứ không thua đâu. Cho nên là thực ra là Việt Nam mình quá là nhiều chỗ đẹp, rất rất là nhiều chỗ đẹp. Thì mình cứ tìm hiểu rồi mình coi có chỗ nào đẹp của Việt Nam mình để đi, không có cần phải đi đâu xa hết, rồi đi hết tất cả những chỗ đẹp Việt Nam mình, rồi mình cứ so sánh được là Việt Nam đẹp như thế nào so với những nước khác. Những cái địa danh mà nổi tiếng du lịch thì Việt Nam mình cũng thấy hả, không thua gì hết trơn á. Yeah, quá đẹp. Mọi người nhớ nha, đi du thuyền trên sông Nho Quế không tốn, không phí thời gian tí nào, rất là gọi là quá đẹp, rất là đáng giá để đi, đẹp tuyệt vời nha mọi người. Nhớ nha, đi du thuyền trên sông Nho Quế nếu mà đi lên Đồng Văn. Đã xong chặng đường của ngày thứ hai ở Đồng Văn, bây giờ đi về nghỉ tối, dừng chân nghỉ tối ở đây là một cái điểm nghỉ rất là tuyệt vời. Hôm bữa trước khi đi là đặt hoài mà không được, hên sau lúc cuối lại đặt được chỗ này. Đây là một Eco Lodge Mã Pì Lèng, nơi cái view rất xỉu luôn. Đi lên, nhưng mà là theo kinh nghiệm thì theo như tôi nhìn đó là hôm nay tôi quyết định rất là đúng là không vác cái vali to theo, mà chỉ để đủ một đồ thay trong cái tối nay và đồ cá nhân trong cái túi nhỏ để xách lên thôi. Vì cái Ecolock, cái chỗ này là mình phải đi lên cái vách đá để mình đi lên trên khách sạn. Thành nó đẹp quá, đẹp xỉu, đẹp rất hay. Tưởng tượng coi, đi là ở trên đèo Mã Pì Lèng.
mà mình đi lên cái chỗ thủy cũng phải leo lên vách đá để đi lên. Rồi bên kia là nhìn ra là núi mây vắt ngang đỉnh núi. Ôi trời ơi là đẹp. Thấy từng bước chân leo lên. Cái chỗ ở. Chỗ này sáng thức dậy ha, ngủ dậy sớm, xong thức dậy đi ra uống cà phê, rồi ngắm xuống thung lũng, ngắm xuống sông Nhon Quế. Leo lên. Trời xanh biếc đẹp quá. Cái chỗ này nó đẹp dễ sợ luôn á mọi người, đẹp mà không có lời nào bút nào tả cho nổi cái chỗ này. Ecolodge Mã Pì Lèng, Thu thấy ở trên Google, Thu khi mà Thu tìm á thì đẹp, nhưng mà phải nói là mình đặt chân tới đây mà mình đứng ngay cái giờ phút này 6 giờ chiều để mình nhìn những cái mây bay trên đỉnh núi, mây vắt ngang đỉnh núi, rồi như sương mờ một lớp sương phủ trước mặt nhẹ nhẹ. Trời ơi, nó liêu trai mà nó đẹp như là thiên đàng vậy đó mọi người ơi. My God, này, đẹp quá là đẹp. Không thể nào tả được cái đẹp này. Chỉ có thể là mọi người đến đây, đứng ở đây giờ phút này để cảm nhận cái đẹp của nơi này thôi. Và tôi nghĩ là sáng sớm mai tôi sẽ thức sớm để thu ngắm cây sương sớm ở nơi này. Cứ đi em. Bây giờ chỉ nói một chữ là đẹp xỉu, đẹp ngất ngây mà thôi. Nhưng phải đến đây mới cảm nhận được hết vẻ đẹp này. Còn qua hình ảnh thì nó mới chỉ được 50% thôi. Ở dưới sông. Bây giờ này nó có cái đẹp của giờ này nên là phải tranh thủ.
mình một chút may chém nó bằng quang ấy. À vậy hả? Thì cũng có trời mưa. À đẹp quá luôn á. Đẹp quá rất nhiều lần. Cái view này mà muốn quay ở ngoài đẹp thì phải sáng mai hồi thu dậy sớm quay cho mọi người coi. Chứ bây giờ chỉ còn thấy ánh đèn leo lát thôi, không có cái gì đẹp nữa ở ngoài. Nhưng mà mình phải đứng đây mình nhìn thì mình mới thấy nó đẹp. Còn đây, cái phòng tối nay hồi thu sẽ ngủ đây. Mọi thứ bằng gỗ, một cái phòng ấm cúng. Nhưng mà cái quan trọng là từ phòng nhìn ra cái view. Quan trọng là từ phòng nhìn ra view. Đúng rồi. Từ phòng nhìn ra cái view. What a view. What a view. Bây giờ thì thực ra là mình thôi, sáng mai Hồ Lệ Thu sẽ quay cho mọi người xem nha. Đây là một cái view open hết, không có vướng một cái gì hết. Từ trên đỉnh núi nhìn xuống dòng sông Nho Quế và thung lũng ở dưới. Cái đèo Mã Pi Lèng đẹp quá mọi người ơi, đẹp lắm. Rồi, bây giờ Hồ Lệ Thu sẽ đi ăn tối và sẽ cho mọi người coi cái view sáng mai. Gà đen hấp lá chanh nha. Ngon mà xỉu. Hồ Lệ Thu hay nói ngon xỉu, đẹp xỉu. Bây giờ là ngon xỉu. Nộm trâu đây. Rồi thịt trâu ăn là mát lắm á. Thịt trâu ăn là mát lắm. Nộm trâu rất ngon, gia vị ngon. Canh rau cải mèo nấm nấu ăn là mát ruột này. Chấm chéo chấm thịt này. Đây heo. Heo gác bếp. Heo đen gác bếp. Xào mới lá tỏi, lá hành, lá tỏi vậy đây. Lá tỏi. Đây là gà đen nướng. Mắc khén. Ướp với mắc khén nướng thơm, tuyệt vời thơm, rất ngon. Rồi Mr. John ngày hôm qua đi tìm đồ ăn không được, coi như là ấm ức phải không? Hôm nay thấy sao? Quá ngon, gà đen. Gà đen is perfect cho này, con làm món dân tộc không nào. Ok, mình xem trên TV những cái YouTuber nó ăn mình được cả miếng. Bây giờ the reality, ngồi đây trên cloud nine. Cloud nine trên mây ăn gà đen. Ok, chấm chéo nộm chấm chéo nộm trong. Gonna be here. Ok, phải đến đây để trải nghiệm
Good. Hey, I'm sorry. I gotta eat. Làm quá, Mr. Chan làm quá. Rồi ăn giống như 4 ngày không được ăn vậy đó. Có buồn không? Kiếm được ăn, kiếm được đồ ăn. Hôm nay kiếm được đồ ăn rồi sung sướng rồi phải không? Rồi 1 2 3 vô nè. 1 2 3 vô một cái đi. Đây. 1 2 3 vô. Và đã kết thúc một ngày. Tạm biệt mọi người nhé. Và trước khi tạm biệt, nhớ bấm nút like cho video và đăng ký kênh YouTube để ủng hộ Hồ Lệ Thu, ủng hộ tinh thần để Hồ Lệ Thu làm tiếp những video khác và những chuyến đi khác. Nhớ nhé mọi người, cảm ơn mọi người đã ủng hộ Hồ Lệ Thu.